Thưa quý vị và các bạn, không gian sống nơi phố thị vốn chật hẹp bởi những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát. Để thỏa mãn đam mê hòa mình vào thiên nhiên, tại thành phố Lào Cai, nhiều người đã rất sáng tạo khi sử dụng chính sân thượng của nhà mình, thiết kế thành những khu vườn nhỏ xinh và phủ kín màu xanh của nhiều loại rau quả. Mời quý vị cùng phóng viên Diệp Chi trải nghiệm không gian sống thú vị này giữa lòng thành phố. Đây, chị giới thiệu cho em, đây là khu vườn trên sân thượng nhà mình. Vườn này thì mình trồng được 2 tháng rồi, 60 ngày rồi đây ạ. Từ cái cây ươm bầu nhỏ lên đến như thế này là cũng đã thu hoạch được rồi. Và diện tích khu vườn này nó tầm khoảng hơn 200 mét. Ở đây thì vườn của chị đang trồng những loại cây gì ạ chị? Vườn nhà mình hiện nay thì có hơn chục loại giống rau. Như các bạn đang xem đây là bắp cải trái tim này, đỗ, cô ve Mỹ. Mà cái này là sẽ leo giàn, mấy nữa mình sẽ làm giàn. Xà lách tím, khoai tây tím, bắp cải son xanh Mỹ, súp lơ baby ạ. Em thấy vườn nhà mình quy hoạch rất là bài bản này. Rau thì không hề bị sâu, thì chị có thể chia sẻ về cái kinh nghiệm trồng rau trên sân thượng này được không? Vì mình trồng là 100% hữu cơ, chủ yếu là cung cấp rau xanh cho gia đình, cho bạn bè và người thân. Thế cho nên là mình cũng rất chú trọng đến dinh dưỡng của cây. Để được có những cái bông hoa hay là những cái mớ rau ngon như thế này thì trồng cây trên sân thượng nó khó hơn là ở dưới mặt đất ấy. Ví dụ ở trên đây hạn chế về dinh dưỡng về đất, phân là mình dùng là phân hữu cơ, từ phân bò hoai mục, phân chuồn quế và những cái chế phẩm sinh học, những cái chế phẩm từ sữa, từ đậu nành là mình ủ để tưới cây. Có những cái giai đoạn nhà mình trải nhà lên trên sân thượng để đi bắt sâu, chứ không phải được xanh non tươi mơn mởn như này thường xuyên đâu ạ. Thế thì động lực nào để mà chị có thể chăm được một cái vườn rau tốt tươi xanh ngát như thế này? Chắc cũng là một phần vì đam mê, một phần nữa nhà mình có 2 công chúa sinh đôi. Các bạn ấy năm nay mới vào lớp 1, 6 tuổi, nhưng rất thích ăn rau. Một đĩa rau lên bàn ăn ấy thì hai bạn có thể là ăn gọn gàng và sạch sẽ luôn. Có những hôm bố mẹ đi làm về muộn là không có rau ăn, thế thì lại chạy lên trên sân thượng thu hoạch rau và xuống chỉ cần 10-15 phút là có đĩa rau xanh ăn ngon luôn. Cho nên là mình cảm thấy những cái khoảnh khắc đấy thì mình cảm thấy nó rất là vui và cảm thấy rất là hạnh phúc.